sáng nắng, sáng sáng mặt trời, sáng nắng chiều mưa. Thất độ. Chữ thất này là thất, thất này là mất á, mất cái sự điều độ. Nam mô năng nhị bạn thần mu nghịch, tức là làm cho những, có thể khiến cho những cái người làm phản thôi, họ đừng có những cái mu nghịch nữa. Bây giờ phải nói ví dụ như vậy nè, mình đi chùa mình có đạo hữu không? Có không? Mình tu mình có đạo hữu với nhau không? Đạo hữu nào mà có cái tâm mà hơi những cái ý nghịch đó, nghịch lại với cái điều mà đang đi đó, thì mình nên tìm cách mình khiến họ đừng có làm cái tai chuyện đó. Chữ năng này là gì? Năng là có khả năng khiến cho họ đừng có làm những điều nghịch. Mình phải khuyên họ đừng nói những điều nghịch. Nam mô năng sự quốc quán địch tự hàng, tức là khiến cho những cái thế lực thù địch ngoại bang tự nhiên nó tan rã. Tự hàng là nó tự nhiên nó rã ra. Bây giờ phải gọi nó ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ đó, ai tới nói cho mình nghe cái việc gì đó, mình đừng có hỏi tới. Mình nói tới nữa là người ta nghĩ cái chuyện mà nó quan trọng lắm, ta thổi phồng ra nữa. À vậy hả, rồi được rồi, thôi thôi bỏ qua. Tức là mình đừng để ý đó, thì tự nhiên cái gì nó tự nó hàng, nó tự nó rã. Mà mình focus vào đó, mình càng chú trọng vào đó là cái chuyện nó càng lớn. Hồi đó thầy viện chủ dạy phải là vậy đó. Có nhiều cái chuyện lên thưa với thầy, thầy mới nói có những cái chuyện con đừng có giải quyết, con giải quyết nó càng lớn, con cứ im lặng đi, thời gian nó tự nó rã. Tại vì sao? Không có thấy cái chuyện nó không có quan trọng, rồi mình càng nói nó càng đâm ra cái chuyện lớn. Mấy cái chuyện mà khiều quẹt chút xa ra tự hàng. Mà thường thường mình phải tập như vậy. Mà mình không tập như vậy á, là mình khổ dữ lắm. Tại mình đi chùa mà không có an lạc, mình thấy ai cũng hình như cũng có cái diễn bình thường, con mình bình thường à. Người xung quanh mình không có thường. Nam mô năng linh quốc hoàng chính trị Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là mình có khả năng mình khiến cho cái đất quốc gia đó trở về cái chính trị. Nói cái này phải giải thích một chút nha, để không thôi mình hiểu lầm. Mình nói ủa làm gì mà có chuyện chính trị chính em trong này hả? Như thế này gọi là chính trị nè. Thông thường mình hiểu một cái nghĩa rất thông thường là những người nào mà còn nghĩ bàn tán cái chuyện đất nước, rồi làm những cái chuyện chống bán người này, chống bán nước kia vậy đó, làm chính trị. Nhưng mà cái chữ chính trị á, mình có thể hiểu nó một cách đơn giản là gì? Tức là cái chỗ nào, cái nơi nào mà có lấy nhân trị và pháp trị thì chỗ đó là chính trị. Tức là mình lấy cái pháp chánh để mình trị vì, thì trong gia đình mình cũng phải có chánh trị. Thí dụ là mình nhân trị là sao? Phải lấy lòng nhân mà đối xử với mọi người, phải lấy chánh pháp mà ứng xử với tha nhân, đó chánh trị đó. Còn cái chính trị kia mình không bàn. Mình nói cái chính trị ở trong cái nghĩa của đạo. Bất cứ nơi nào mà có nhân trị, tức là lấy cái lòng nhân mà trị vì đất nước, lấy cái chánh pháp mà điều phục đất nước, điều khiển mọi người, đó là chính trị. Còn nếu mà nói theo những cái vị mà ngày xưa, người ta tóm lại trong chính chữ thôi, chính chữ này là chính trị đây nè: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Người nào mà có tu thân, có tề gia, có trị quốc, rồi bình thiên hạ, đó là người làm chính trị. Là người xưa định nghĩa chính trị vậy, tóm gọn trong chính chữ. Bây giờ thí dụ như đây nè, hồi xưa chữ hoàng này là gì? Tức là trở lại làm cái chuyện đó. Có thể là mình chưa hề tu thân nha, mà mình chưa hề tề gia, mà mình cứ tối ngày lo gì?
lo trị quốc, lo bình thiên hạ, mà trong cái đó thân không tu, tâm không tu, thân tâm không chỉnh đốn, nhà cửa thì nó hỗn loạn lên, thì làm sao mà có khả năng trị quốc bình thiên hạ được. Cho nên mình muốn làm chính trị là tốt hết, mình lấy cái pháp chánh mình trị mình, điều phục chữa trị nơi mình, rồi sau đó mình làm việc khác. Cho nên mình muốn làm chánh trị là mình phải làm như vậy. Cho nên khi mình đã có rồi mà mình bị mất mát thì bây giờ mình phải hoàn chánh trị, trở lại làm cái chuyện đó. Hồi nào giờ chưa tu thân, bây giờ phải ráng tu thân. Thân mình có mấy nghiệp? Thân mình có mấy nghiệp? Ba nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng mình có mấy nghiệp? Bốn nghiệp: nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời đâm thọc. Hai chiều là đâm thọc đó. Nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, nói lời dối trá. Bốn nghiệp đó, mình tu thân đó, tu miệng đó. Hoàn được cái đó tức là mình chính trị. Bây giờ mình trị mình bằng cái pháp chánh. Có chỗ người ta mới nói rằng, thí dụ như mình lấy cái nghệ thuật của phép cai trị, hay là những công việc của chung, những cái sự thỏa hiệp và đồng thuận, những cái quyền lực và cách phân phối tài nguyên, và là định nghĩa bốn, có bốn cái cách hiểu khác nhau về chính trị. Và ở đây thì mình không có bàn với cái đó, mình chỉ nói một cách đơn giản như vậy. Nam mô năng linh vũ trạch thuận thời, tức là làm cho mưa thuận gió hòa. Ở trong gia đình của mình có mưa thuận gió hòa chưa? Nếu mà có thì mình làm cho nó tiếp tục, còn nếu mà nó chưa thì cố gắng làm cho nó mưa thuận gió hòa. Chữ vũ là mưa. Nam mô năng linh quả thực phong như, tức là làm cho cây trái xinh xê. Cây trái này là cây trái gì biết không? Những cái kết quả mình làm ra đó, mình làm cho nó xinh xê trong gia đạo. Cho nên là Pháp Hòa mới nói với quý vị nào mà đem trái cây đi cúng Phật đó, nhớ là khi mình đem trái cây là phải đem cao lên. Thí dụ mình có cái gì, mình có 5 trái cam hay 6 trái cam thì kiếm cái dĩa nó nhỏ một chút, ở dưới mình để 3 trái hay là 4 trái, để trên này mình để 3 trái, thí dụ vậy. Tức là mình làm sao cho cái trái cam nó cao lên. Chứ còn ví dụ như giờ nó có 5 trái, mình kiếm cái dĩa thiệt là to mình để nó lè phè ở dưới này, cái đó là quả thực không có phong nhiêu. Không, ý tại sao mà mình đem trái cây mình phải đem cao? Ý muốn nói là mình phải vun trồng cái quả phúc. Hồi sáng là mình tụng cái câu gì nè, ai nhớ không? Tay trúc liên hoa thử tế hình, ta bà phi thị cử cư hành, dự hướng không bôn chuyển đại kinh, nhị lục nguyện vương tư tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiềm thành, nam diêm phúc quả ư trung tú, tay trúc liên hoa thử tế hình. Bây giờ mình đang ở đây, mình đang ở cõi này là cõi nam diêm, nam diêm phù đề đó. Rồi, cõi của mình hiện có cõi người của mình là nam diêm, cho mình phải ráng tu tập, mình phải ráng vun trồng cái quả phúc đó. Nam diêm phúc quả ư trung tú, đẹp đẽ xinh xuê, thì bảo đảm ngày về Phật của mình là tay trúc liên hoa thử tế hình. Được tốt hơn, mình ở đây mà phía nam này mà an lạc rồi thì mình về Tây cũng an lạc. Cho nên bây giờ mình là cái visa của mình là gì? Cái visa của mình đó tức là mình niệm Phật. Cái cõi mình đi ra, cái chỗ mà cái đất nước mà mình muốn đi tới là cực lạc phương Tây. Cho nên mình muốn quả thật phong nhiêu, rồi nam mô năng hưng nhân dân an lạc, làm cho người dân được an cư lạc nghiệp.
Mình thí dụ như mình là một người chồng, một người cha, một người mẹ trong gia đình, con cái anh em trong nhà mình đó là nhân dân của mình, làm sao cho ta có an lạc. Nam mô văn linh ác sự tiêu diệt, tức là hết các cái điều xấu. Năng linh quốc độ an ổn, tức là làm cho đất nước được an ổn. 169 linh nhật quan Bồ Tát ủng hộ chúng sanh, tức là khiến cho Bồ Tát tên là Nhật Quang thường ủng hộ cho chúng tất cả chúng sanh. Linh nguyệt quang Bồ Tát, tức là hai vị Bồ Tát đều phát cái nguyện. Đây là dựa theo kinh Đà La Ni Quán Thế Âm, mà trong đó có hai vị Bồ Tát phát cái nguyện: nếu người trì chú đại bi, con sẽ thường ủng hộ người đó, tức là nhật nguyệt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Nhật quang á, nhật là gì? Là ánh sáng mặt trời, phải không? Tượng trưng cho ban ngày. Nguyệt quang là ánh sáng của mặt trăng, tượng trưng cho ban đêm. Rồi bây giờ mình là cái người tu á, mình tu tập cho đàng hoàng, có tinh duyên, thì có phải là mình thường ngày đêm được an lành không? Chứ người nói tụng nói nguyện ngày an lành, đêm an lành. Ngày an lành là nguyệt quang, nhật quang ủng hộ. Đêm an lành là nguyệt quang ủng hộ, phải không? Đêm ngày sáu thời thường an lành đó. Cho nên đó, mùa linh là mùa nhật quang, nguyệt quang tượng trưng cho ngày và đêm. Mà người nào mà có ở an trụ trong cái sự tu hành thì lúc nào ngày hay đêm cũng có an lạc, cũng có thường các vị là ủng hộ. Nam mô năng linh đại thừa pháp gia tăng trưởng, tức là làm cho cái hạt giống đại thừa được tăng trưởng ở trong mình. Mình nói ví dụ, ví dụ như giờ mình tu với mình thọ thập thiện rồi, thọ thập thiện rồi nha, cái tự nhiên cái đụng cái mình nghe có một vị hòa thượng nào đó đạo cao đức trọng lắm, bây giờ mà mình quy y được với cái vị đó đó, coi như là mình mới là chính hiệu nha. Cái mình tuột xuống, mình sẽ đăng ký lại, mình xin quy lại. Hồi nãy mình tu từ tam quy ngũ giới, mình tu lên tới thập thiện rồi, thọ tới thập thiện rồi, rồi cái nghe người ta đồn nói hòa thượng nó linh lắm, hòa thượng nó hay lắm, hòa thượng nó đạo cao đức trọng danh tiếng lắm, một đời của mình mà được quy với hòa thượng đó là coi như mình chết rồi, coi như đủ rồi. Cái đăng ký coi như từ thập thiện xuống còn tam quy ngũ giới trở lại. Nói ví dụ vậy đó. Rồi giờ mình đang tu tiến ở trên đường này, cái tự nhiên nghe ai đồn nói bây giờ theo cái cô đó, cái chú đó, cái cậu đó đó, thấy không, ngồi đâu chừng năm bữa là bắt đầu có hào quang à. Thí dụ vậy, tức là mình không có cái pháp đại thừa, không có tăng trưởng. Bây giờ mình muốn làm cho cái hạt giống đại thừa tăng trưởng. Nam mô năng hưng sở tu thành miệng Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là giúp cho sự tu tập của mình được thành tựu. Chữ hưng này có nghĩa là mình làm cho hưng chấn lên, làm cho cao lên. Nam mô năng trừ thập ngũ chủng ác tử, xin con nguyện khiến cho con được trừ đi 15 cái điều, cái xấu, cái chết xấu. Ác tử tức là những cái chết mà chết xấu. Bây giờ người ta mới list ra, người ta mới liệt kê ra 15 cái ác tử đó là gì. Thứ nhất là chết vì đói khát, cho nên là bất linh cơ ngã khổ tử. Tức là đừng có để cho con chết ở trong cái khổ nạn vì đói khát. Chữ cơ là đói. Rồi thì cái điều thứ hai là bất vi cấm trượng sở tưởng, tức là không có chết vì bị gì nhốt mà bị đánh. Rồi mình chết vì oán thù đối phó với mình, cho nên gọi là bất vi oán thù đối tử. Những cái người thù nghịch của mình đã tìm cách hãm hại mình, đối phó với mình. Bất vi quân trận tư sát, tức là giết nhau nơi chiến trường, mình cũng không muốn. Rồi bất vi ác dục quán khổ tử, tức là
không chết vì những cái ước muốn ác độc, đau khổ.